Giới thiệu cho mày ơi. Đi thôi. Bây giờ bạn mình Ngân. Mình sẽ lên lớp 2 em. Mình làm 2D nha. Nào lớp 2 này. Các bạn ơi, mình đang đi lên cầu thang để lên 2D được đâu. Nào học trường tiểu học Nam Tử Liêm này. Lớp. Tăng tăng tăng. Đây là bà. Rất là to. Là mấy chiếu. Mấy chiếu cũng rất là to luôn. Đây là cái bảng nước D. Có học mỗi cái lớp này. Và có cái gì đây? Sinh nhật rồi. Đây là ảnh. Tin. Rồi trang trí các thứ, các thứ. Và đây là kệ xay vở nè. Đây cũng là một kệ tủ nhưng mà chẳng để gì. Nè tủ. Hết rồi. Hết thì mà hết. Chỉ là rất là nhiều luôn. Và bây giờ mình sẽ đi tham quan trường tiếp nha. Let's go, let's go. Đây các bạn ơi, mình đã xuống trường rồi nè. Và mình sẽ đi qua một đi một vòng với các bạn xem trong trường mình nha. Đăng video. Đăng lên YouTube. Chào các bạn đi. Và giá sẽ đi quanh bên sân trường để giới thiệu với các bạn trường mình nha. Let's go. Đi thoải ăn kinh vi. Let's go. Let's go. Đây là bạn thân nhất của mình. Đây là khó khăn. Đang vẽ mà. Đây là khu phòng thư viện. Thư viện điện tử nha. Thư viện điện tử nè. Trong này là khá là tối. Trong này là thư viện. Chả hiểu sao vào tôi như chơi luôn được. Đây là xanh luôn. Đây là phòng gì đây? Phòng truyền thống. Phòng truyền thống nha mọi người ơi. Đi tiếp thôi. Đây là lớp 4C. Lớp 4C khá là đẹp. Phòng C đây. Còn bên cạnh lớp 4C là lớp 4E. Lớp mình. Lớp mình là lớp 4E. Lớp 4E. Đang có mấy. Hay quá. Đừng ngờ hả đó. Các bạn đừng đi. Các bạn đừng đợi tới. Cậu chơi cái mini mua đi. Tôi đừng gọi. Cái mini mua đi. Cái mini mua đi. Không. Cái mini mua đi. Lớp mình nha các bạn. Tí nữa. Nhưng mà máy cứ này cho mini mua cái lắm hơn. Cơ khu vệ sinh. Còn đây là khu hiệu bộ. Đây là phòng y tế. Tư vấn tâm lý sức. Đâu có. Đây là phòng hành chính, là phòng thư kiểm, là xài. Đây là phòng độ. Phòng độ. Phòng phó hiệu trưởng thì mình sẽ không nên quay ra bởi vì có mất học sinh. Đây là phòng thủ sĩ. À, phòng này mới lấy cái tường nè. Đây là nhà sinh. Đây là khu rửa tay nha. Rửa mặt rửa tay tiết kiệm nguồn nước bảo vệ môi trường. Còn đằng này là sẽ xe tuyến. Bảo vệ sinh lên tầng 2. Đây là lớp 1A nè. Lớp 1A nè. Đó là lớp 1A. Còn đây là lớp 1B. Một bên thì các em vẫn đang chơi. Đó. Nhưng một xe này. Một xe thì đã về hết ở đây.
bắt đầu con làm sợ. Lớp 1B là lớp cũ của em mình đây. Cái ngôi xanh nhá các bạn. Các bạn biết tên cái ngôi xanh không? Các bạn biết tên cái ngôi xanh không? Bây giờ video của mình khá là dài rồi. Tôi chi vlog tạm biệt các bạn đây nha. Bye bye.